Bí mật Fatima Đức Mẹ gửi cho nhân loại. 1. Bí mật Fatima là gì? Tại sao gọi đó là bí mật? Bí mật Fatima là những gì Đức Mẹ tỏ ra cho hai em gái thiếu nhi mục đồng là Lucia, bấy giờ 10 tuổi, và Jacinta, bấy giờ 7 tuổi, biết vào lần hiện ra thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 1917. Và bảo các em không được tiết lộ với bất cứ một ai. Ngoại trừ một mình Francisco là em thiếu nhi nam trong nhóm ba người của các em nam này cũng được thấy Đức Mẹ hiện ra như các em song không nghe thấy mẹ nói gì hết. Sở dĩ gọi những gì Đức Mẹ tỏ cho các em thiếu nhi Fatima mục đồng vào lần hiện ra này là bí mật vì, theo tôi, có ba lý do sau đây. Lý do thứ nhất là vì chủ thể tiết lộ bí mật cho các em biết là Đức Mẹ lại muốn các em giữ kín. Chính quyền địa phương cũng đã vì bí mật này mà bắt nhốt các em tra hỏi cả tháng trời và đe dọa sát hại các em nếu các em không chịu nói. Thế nhưng, họ đã chịu thua lòng can đảm phi thường của các em và đành phải thả các em về. Lý do thứ hai là vì thời điểm của những gì Đức Mẹ bảo các em giữ kín chưa đến để tỏ những điều ấy ra. Điển hình là phần bí mật thứ ba. Theo Đức Mẹ, thời điểm được phép tiết lộ phần này có thể thực hiện trước năm 1960. Lý do thứ ba là vì nội dung của những gì Đức Mẹ bảo các em giữ kín không được phép tiết lộ khi chưa tới thời điểm của nó. Vậy chúng ta sẽ hỏi thế thì những điều được chứa đựng trong bí mật Fatima này là gì? Bí mật thứ nhất. Đức bà cho chúng con thấy một biển cả lửa hồng dường như ở dưới mặt đất. Chìm ngập trong lửa này là quỷ dữ và các linh hồn dưới hình thể con người. Giống như những cục than hồng trong suốt, đen đủi hoặc xám xịt. Họ nổi lên trong đám cháy, bị các ngọn lửa nâng lên cao. Những ngọn lửa này phát ra từ thân mình họ cùng với một đám khói lớn. Họ lại rớt xuống mọi phía, giống như những tia lửa trong một đám cháy lớn, vô trọng lượng hoặc mất thăng bằng. Và giữa những tiếng la hét và rên rỉ vì đau đớn và tuyệt vọng, làm kinh khiếp chúng con và làm chúng con run lên vì sợ hãi. Các quỷ dữ có thể được phân biệt do các hình thù gây kinh hãi và ghê tởm, giống như những con vật khủng khiếp và chưa bao giờ thấy. Tất cả đều đen đủi và trong suốt. Thị kiến này kéo dài một lúc. Làm sao chúng con có thể bày tỏ lòng biết ơn cho xứng với mẹ yêu dấu trên trời của chúng con? Đấng đã báo trước cho chúng con trong lần hiện ra thứ nhất khi hứa rằng Ngài đem chúng con về trời. Bằng không, con nghĩ rằng chúng con sẽ chết điếng vì sợ hãi và kinh khiếp. Bí mật thứ hai. Sau đó mắt chúng con hướng về Đức Bà. Ngài hết sức âu yếm và buồn bã nói với chúng con. Chúng con đã thấy hỏa ngục, nơi mà các linh hồn tội lỗi đáng thương đi vào. Để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới việc sùng kính trái tim vô nhiễm. Nếu điều mẹ nói với các con được thực hiện, nhiều linh hồn sẽ được cứu và sẽ có hòa bình. Chiến tranh sẽ kết thúc muốn thiết lập trên thế giới việc sùng kính trái tim vô nhiễm. Nếu điều mẹ nói với các con được thực hiện, nhiều linh hồn sẽ được cứu và sẽ có hòa bình. Chiến tranh sẽ kết thúc, nhưng nếu dân chúng không ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa, một cuộc chiến tranh tồi tệ sẽ xảy ra trong triều giáo hoàng của Đức Pio XI, khi chúng con thấy một đêm tối được chiếu sáng bởi một ánh sáng chưa từng biết. Chúng con hãy biết rằng đó là dấu chỉ lớn lao mà Thiên Chúa ban cho các con để biết rằng người sắp trừng phạt thế gian vì những tội ác của nó. Bằng chiến tranh, đói kém và những bách hại đối với Hội Thánh và Đức Thánh Cha. Để tránh điều này, mẹ sẽ xin hiến dâng nước Nga cho trái tim vô nhiễm của mẹ và hiệp thông đền tạ vào ngày thứ bảy đầu tháng. Nếu lời cầu xin của mẹ được chấp nhận,
nước Nga sẽ hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu không, nó sẽ phổ biến những lầm lạc trên khắp thế giới, gây nên những chiến tranh và bách hại cho Hội Thánh. Những kẻ lành sẽ bị giết hại. Đức Thánh Cha sẽ đau khổ nhiều. Nhiều quốc gia sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng, trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ toàn thắng. Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng nước Nga cho mẹ, và nó sẽ được hoán cải, và một giai đoạn hòa bình sẽ được ban cho thế giới. Bí mật thứ ba. Sau hai phần mà con đã giải thích, phía bên trái của Đức Bà và cao hơn một ít, chúng con đã thấy một thiên thần cầm một thanh gươm bằng lửa nơi tay trái. Nó lấp lánh và phát ra những tia lửa dường như sẽ đốt cháy thế gian, nhưng chúng tắt ngúm khi chạm đến ánh quang chiếu tỏa từ tay phải của Đức Mẹ hướng về trần gian, chỉ về trái đất bằng tay phải. Thiên thần lớn tiếng thốt lên, đền tội, đền tội, đền tội. Và chúng con thấy trong một luồng sáng lớn là Thiên Chúa, một cái gì tương tự như cách người ta xuất hiện trong một tấm gương khi người ta đi ngang qua nó. Một giám mục bận đồ trắng, chúng con có cảm nhận đó chính là Đức Thánh Cha. Các giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ khác leo lên một ngọn núi dốc thẳng. Trên đỉnh núi có một thánh giá lớn làm bằng thân cây thô nhám như thể của một cây sồi với vỏ cây. Trước khi đến đó, Đức Thánh Cha đi qua một thành phố lớn, một nửa bị tàn phá và một nửa rung chuyển, với bước chân nghiêng ngả, buồn khổ vì đau đớn và ưu phiền. Ngài cầu nguyện cho các linh hồn của những thân xác Ngài gặp trên đường. Khi đã lên đỉnh núi, quỳ dưới chân thánh giá lớn, Ngài đã bị một nhóm lính giết hại bằng đạn và mũi tên. Và cùng một cách thức như thế, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ khác và các người giáo dân thuộc mọi giai cấp và địa vị xã hội khác nhau lần lượt bị giết hại. Bên dưới hai cánh tay của thánh giá có hai thiên thần, mỗi vị cầm trong tay một chiếc bình bằng pha lê. Trong đó các ngài hứng máu của các vị tử đạo và với máu đó các ngài rảy trên các linh hồn đang tiến về Thiên Chúa. Ý nghĩa của toàn bộ bí mật Fatima. Đọc kỹ toàn bộ bí mật Fatima, chúng ta thấy bí mật này gồm có hai phần thị kiến, đầu và cuối, và một phần mạc khải nữa. Phần bí mật thứ nhất cho thấy thị kiến về việc hiện hữu thực sự của hỏa ngục cùng với số phận của các linh hồn tội nhân vô phúc đã xa xuống đó. Phần bí mật thứ hai cho thấy mạc khải về phương thế cứu rỗi các linh hồn khỏi xa hỏa ngục, đó là lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Và phần bí mật thứ ba cho thấy thị kiến về thân phận của thành phần chứng nhân Kitô giáo trong việc theo Chúa Kitô cho đến cùng, nhờ đó đã cứu được những người thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa. Như thế, trọng tâm của toàn bộ bí mật Fatima ba phần chẳng qua chỉ là vấn đề cứu độ khẩn trương cấp thời mà thôi. Chính vì thế bối cảnh của toàn bộ bí mật Fatima được mở màn mới là hỏa ngục, nơi tội nhân khốn nạn rơi xuống. Và ý tưởng chính của chẳng những riêng phần thứ hai mà còn cho cả phần thứ ba, nghĩa là cho chung toàn bộ bí mật Fatima, đó là ba chữ để cứu họ ngay sau đó. Họ ở đây không phải là những linh hồn tội nhân đã bị sa hỏa ngục rồi, mà là các linh hồn tội nhân nói chung cho khỏi lửa hỏa ngục, như mẹ Maria. Sau khi tỏ hết ba phần bí mật Fatima, đã xin ba em mục đồng, sau mỗi một chục kinh, các con hãy đọc lời nguyện này, lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng. Phải, để cứu họ, tức cứu thành phần tội nhân đáng thương cho khỏi đời đời xa hỏa ngục vô cùng bất hạnh như phần bí mật thứ nhất cho thấy, mới có phần bí mật thứ hai, và từ đó cũng mới có phần bí mật thứ ba. Đối với phần bí mật thứ hai, để cứu họ,
Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ trên thế giới. Nếu những điều mẹ nói với các con được thực hiện thì nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình. Thiên Chúa đã thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ trên thế giới bằng cách nào? Nếu không phải bằng việc. Như mẹ đã nói đến ở cuốn phần bí mật thứ hai này, mẹ sẽ đến để xin dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ và xin rước lễ đền tạ các ngày thứ bảy đầu tháng. Nếu người ta nghe lời mẹ yêu cầu, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Bằng không, nước Nga sẽ truyền bá lầm lạc khắp thế giới, gây chiến tranh và bách hại giáo hội. Người lành sẽ chịu tử vì đạo. Đức Thánh Cha sẽ chịu nhiều đau khổ. Các nước khác nhau sẽ bị hủy diệt. Thế nhưng, như chị Lucia nhận định trong bức thư chị gửi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ngày 12 tháng 5 năm 1982 về việc tìm hiểu bí mật phần thứ ba được trích dẫn trong phần đầu bài, thì chính vì chúng ta không lưu tâm gì đến lời kêu gọi của sứ điệp trên đây mà chúng ta chứng kiến thấy nó đã thực sự xảy ra. Nước Nga đã xâm lấn thế giới bằng các thứ lầm lạc của mình. Và nếu chúng ta chưa thấy phần cuối của lời tiên tri này được nên chọn thì chúng ta đang từ từ rút ngắn bước đường tiến đến chỗ đó vậy. Tức là nếu chúng ta không biết từ bỏ con đường tội lỗi, hận thù, báo oán, bất công, những vi phạm đến nhân quyền, những việc vô luân và bạo lực, vân vân. Đối với phần bí mật, để cứu họ ở đây ám chỉ đặc biệt đến việc cứu một thế giới được biểu tượng trong thị kiến cuối cùng như một thành phố lớn. Một nửa đã bị tàn rụi, còn một nửa kia thì đang run rẩy loạng choạng lê bước với đầy những đớn đau và buồn khổ. Đây là hình ảnh của một thế giới sau năm 1960, thời điểm chị Lucia đã viết ở ngoài phong thư đựng phần bí mật cuối cùng trước khi gửi đến giáo quyền hồi ấy. Thời điểm được chị, trong cuộc trao đổi với hai vị đại diện do Đức Thánh Cha gửi đến gặp chị tại đan viện của chị ở Coimbra ngày thứ Năm ngày 27 tháng 4 năm 2000. Thú nhận rằng, con linh cảm thấy người ta sẽ không hiểu được phần bí mật này trước năm 1960 mà chỉ sau đó thôi. Thật vậy, thời điểm sau năm 1960 là thời điểm Cuba, quốc gia cuối cùng theo chế độ Cộng sản vào năm 1959 và chính thức bang giao với Liên bang Xô Viết vào tháng 2 năm 1960. Nghĩa là một thế giới một nửa đã bị tàn rụi dưới chế độ Cộng sản, còn một nửa kia thì đang run rẩy loạng choạng lê bước với đầy những đớn đau và buồn khổ. Nghĩa là một nửa thế giới tư bản còn lại cũng đang bị phá sản tâm linh và đi đến chỗ tự diệt vong trong nấm mộ văn hóa sự chết của mình. Ở chỗ không biết từ bỏ con đường tội lỗi, hận thù, báo oán, bất công, những vi phạm đến nhân quyền, những việc vô luân và bạo lực vân vân. Một thành phố lớn, một nửa đã bị tàn rụi, còn một nửa kia thì đang run rẩy loạng choạng lê bước với đầy những đớn đau và buồn khổ như thế đáng lẽ đã bị trừng phạt hay tự hủy diệt rồi. Như hình ảnh mở đầu thị kiến phần bí mật thứ ba cho thấy, có một vị thiên thần cầm một lưỡi gươm cháy lửa nơi tay trái. Thanh gươm chớp chớp phát ra những ngọn lửa như muốn thiêu đốt thế giới. Một hình ảnh đã được giáo hội, qua thánh bộ tín lý đức tin giải thích là biểu hiệu cho phán quyết đe dọa giáng xuống trên thế giới. Ngày nay, vấn đề thế giới có thể trở thành cho bụi bởi một biển lửa dường như không còn chỉ là một tưởng tượng nữa. Ở chỗ, chính con người từng cố ý đúc cho mình thanh kiếm cháy lửa này. Thế mà, cho tới nay, vào chính ngày kỷ niệm 83 năm, ngày 13 tháng 7 năm 1917 đến 2000, này mà nó vẫn còn tồn tại. Là vì những ngọn lửa ấy đã bị tắt mất trước ánh quang sáng ngời từ bàn tay phải của Đức Mẹ phát ra chiếu về phía vị thiên thần. Bởi thế, lấy bàn tay phải của mình mà chỉ xuống trái đất,
Vị thiên thần đã kêu lớn tiếng rằng, hãy ăn năn đền tội. Hãy ăn năn đền tội. Hãy ăn năn đền tội. Tuy nhiên, để trả giá cho một thế giới, tức để cứu họ, một thế giới chẳng những không chịu ăn năn đền tội, ăn năn đền tội, ăn năn đền tội. Như lời mẹ Maria đã từng kêu gọi như thế ở Lộ Đức từ ngày 24 tháng 3 năm 1858, một ngày trước khi mẹ công nhận ta là đấng đầu thai vô nhiễm nguyên tội. Trái lại, còn cố ý đúc cho mình thanh kiếm cháy lửa này, thì một số Kitô hữu chứng nhân thuộc đủ mọi thành phần, từ giáo hoàng trở xuống, đã phải kiên trì sống đức tin đến cùng. Một thái độ được thị kiến diễn tả như đang tiến lên một ngọn núi dốc đứng, trên đỉnh có một cây thập giá lớn, đến độ trở thành những tế vật hy sinh cứu độ. Đúng như phần giữa của thị kiến rõ ràng đã cho thấy, trước khi tiến lên tới đỉnh núi, Đức Thánh Cha đã băng qua một thành phố lớn. Tiến tới đỉnh núi rồi thì khi đang quỳ ở dưới chân cây thập giá lớn, Ngài đã bị sát hại bởi một nhóm lính bắn tới bằng các viên đạn và mũi tên. Cũng lần lượt bị sát hại như thế có cả các vị giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ cùng với thành phần giáo dân ở các tầng lớp và vai trò khác nhau. Tế vật hy sinh cứu độ điển hình nhất của thị kiến bí mật được tỏ ra từ ngày 13 tháng 7 năm 1917 là biến cố Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bị sát hại bằng súng tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981. Tuy nhiên, chính cuộc ám sát này đã làm hiện thực lời tiên báo cuối cùng hết sức quan trọng trong phần bí mật thứ hai. Đó là lời tiên báo, cuối cùng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến nước Nga cho mẹ. Nước Nga sẽ trở lại. Và thế giới sẽ được ban cho một thời gian hòa bình. Cũng như đã thể hiện tỏ tường lời hứa hẹn kết thúc phần thứ ba cũng là kết thúc toàn bộ bí mật Fatima. Đó là dưới hai cánh thập giá có hai thiên thần. Mỗi vị cầm trong tay mình một bình nước thánh bằng pha lê để chứa đựng máu của các vị tử đạo và hai vị dùng máu ấy vẩy trên những linh hồn đang tìm đường đến cùng Thiên Chúa. Thật vậy, trong phần giới thiệu bản văn kiện của Tòa Thánh về Sứ Điệp Fatima được phổ biến ngày thứ Hai ngày 26 tháng 6 năm 2000, Đức Tổng Giám mục Berton, Tổng Thư ký Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin của Tòa Thánh cho biết, sau khi bị ám sát trọng thương tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Thánh Cha mới đọc phần bí mật Fatima thứ ba, chứ không phải là Ngài đã đọc trước đó. Thế rồi, Ngài đã cố gắng đáp ứng trọn vẹn những gì Đức Mẹ yêu cầu vào ngày 7 tháng 6 năm 1981 tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, và đã lập lại ngày 13 tháng 5 năm 1982 ở Fatima, nhất là ngày 25 tháng 3 năm 1984 tại quảng trường Thánh Phêrô. Bằng việc hiệp thông trong tinh thần với các giám mục trên thế giới được Ngài kêu gọi trước đó để dâng hiến hết mọi con người nam nữ và tất cả mọi dân tộc cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Cũng trong lời giới thiệu bản văn kiện này, Đức Tổng Giám mục Berton cũng lập lại nguyên văn những phần quan trọng của bản kinh dâng hiến do Đức Thánh Cha dọn đọc từ năm 1981. Trong đó có câu, chúng con xin dâng mẹ đặc biệt những người và những dân nước cần được hiến dâng và phó thác. Qua bức thư đề ngày 8 tháng 11 năm 1989, chị Lucia đã khẳng định là, vâng, việc hiến dâng ngày 25 tháng 3 năm 1984 đã được thực hiện đúng như những gì Đức Mẹ xin. Tức là, nhờ tác dụng của việc hiến dâng này, Đức Mẹ đã làm cho nước Nga thực sự trở lại. Ở chỗ họ đã hoàn toàn từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản vào ngày lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12 năm 1984. Nếu Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là hiện thân của vị giám mục mặc áo trắng,
bị hạ sát trong thị kiến của phần bí mật Fatima thứ ba, thì Mikhail Gorbachev cũng là hiện thân của thành phần được vẩy máu chứng nhân, thành phần những linh hồn đang tìm đường đến cùng Thiên Chúa. Nhân vật lãnh đạo cuối cùng của Cộng sản Liên bang Xô Viết này quả thực đã tìm đến vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian là Giáo hoàng Roma ngày 1 tháng 12 năm 1989 và ngày 18 tháng 11 năm 1990. Để rồi vào tháng 3 năm 1992, thời điểm hậu Cộng sản Đông Âu và Liên bang Xô Viết đã phải công nhận vai trò then chốt của Ngài trong biến cố Đông Âu, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đóng một vai trò chính trị chính yếu trong cuộc sụp đổ của Cộng sản ở Đông Âu. Tôi vẫn tin vào tầm mức quan trọng của những việc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã làm trong những năm ấy. Thế nhưng, phải chăng kể từ sau khi loài người nói chung và khối tư bản nói riêng được cứu khỏi ngòi nổ thế chiến là Cộng sản Nga Xô thì thế giới được hưởng một thời gian hòa bình thực sự như lời tiên báo kết thúc phần bí mật Fatima thứ hai nói tới? Nếu vậy, tại sao bí mật Fatima phần 3 lại được tiết lộ trong thời điểm mở màn cho ngàn năm thứ 3 Kitô giáo này? Nếu không phải để cho nhân loại nói chung và những linh hồn đang tìm đường đến cùng Thiên Chúa nói riêng thấy được dấu chỉ thời đại cứu độ, một dấu chỉ tỏ hiện cốt lõi của sứ điệp Fatima ở ngay đoạn mở đầu phần thứ hai của bí mật Fatima. Đó là dự án Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim mẹ trên thế giới, để nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình. Mệnh lệnh Đức Mẹ Fatima. Năm 1917, khi hiện ra với ba trẻ nhỏ ở Fatima, Đức Mẹ đã truyền dạy phải thực hiện ba mệnh lệnh Fatima để cứu nhân loại và cứu các linh hồn khỏi lửa luyện ngục. Ba mệnh lệnh đó là: 1. Ăn năn đền tội, cải thiện đời sống. 2. Tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. 3. Lần chuỗi mân côi. Mệnh lệnh Đức Mẹ Fatima. Năm 1917, khi hiện ra với ba trẻ nhỏ ở Fatima, Đức Mẹ đã truyền dạy phải thực hiện ba mệnh lệnh Fatima để cứu nhân loại và cứu các linh hồn khỏi lửa luyện ngục. Ba mệnh lệnh đó là: 1.